Bây giờ mới xong công chuyện, đi ăn phở thôi, đói bụng quá. Ông thầy Thành ơi, chạy xe từ từ thôi. Trời đất ơi, cái gì vậy, xe hơi kìa, không thấy hả? Nó hung một cái là cho biết mùi nghe. Đâu chạy cái gì mà lại thấp dữ vậy? Tới chưa vậy ông thầy Thành? Đói bụng quá rồi. Nghĩ đến cái tô phở thôi là đã chảy nước miếng rồi. Ôi thiệt là thơm, thiệt là ngon. Rồi rốt cuộc cũng đã tới nơi. Okay, chào cho các bạn. Đây, sau đây là một nét văn hóa đã tồn tại rất là lâu đời ở Việt Nam của chúng ta, đó là món đó là phở. Thì hôm nay thầy sẽ dẫn các bạn đi đến một quán phở mà ở quận 4 ăn rất là ngon, và đồng thời để cứ bao đi rồi biết thêm chi tiết về quán phở như thế nào. Đây các bạn ha, phở như thế nào và nó mang hương vị của Bắc hay là này là của Việt Nam. Dạ, cảm ơn các bạn. Vậy bây giờ xin mời các bạn hãy đến với lại quán phở Kỳ Kế. À, đây, chào chú. Chào chú. Sao mà đẹp trai vậy? Dạ, dạ, con đi ăn phở chú ơi. À, cái gì, mở gì? Rồi đây, dạ. Đây, rồi các bạn coi nha. Đây là nguyên cái nồi nước lèo nè. Đó, thấy chưa? Có xương nè, đó, đầy đủ hết trơn nè, đó. Nhìn rất là ngon, thấy chưa? Để chú ơi cho con tham quan cái quán phở mình xíu nha chú. Xin mời, please. Dạ, dạ. Rồi, đây là xung quanh quán phở. Các bạn biết không, tại vì sáng tôi thức hơi trễ nên đi thì tạm thời giờ là hơi đã qua cái giờ rất là đông rồi nha các bạn ha. Ok. Rồi đây chào cô, đây xin giới thiệu cô chủ quán là vợ của chú hồi nãy đó. Đây chào cô lấy con một tô như cũ rồi cô. Dạ dạ. Rồi đây là lý do tại sao quán này gọi là quán cây khế. Hoa khế, xin lỗi hoa khế. Vì sao? Vì ở ngay trung tâm của quán đó là nguyên một cái cây khế rất là ngon nha các bạn. Giờ cho các bạn coi nha, đây là cái hoa khế nha. Đây là hoa khế. Các bạn thấy từ xa chưa? Đó là nguyên cái trái khế còn nhỏ nè. Đây là trái khế. Rồi đây. Dạ rồi, ok. Dạ rồi, đây là cái trái khế nha các bạn. Đặc biệt trong quán còn có một chú chó tên là gì? Tên gì vậy chú Tài? Chú Thành. Dạ dạ, ok. Cảm ơn chú Tài. Chú Tài, con chó nó tên gì? Tí Đô. Tí Đô hả? À. Ok, Tí Đô. Nghe nói Tí Đô nó khôn đúng không? À, bây giờ lên bộ. Đó, cứ tự nhiên bình thường, thôi. Dạ, dạ. Ok, Tí Đô. Rồi. Chó này nó rất khôn các bạn. Nó còn biết làm trò nữa đó. Làm đó. Đi rồi làm tô ăn rồi nó mới chín. Sao? Nè. Lấy chân nha. Anh miếng kem cái gì đó. Để chờ. Dạ. Yeah. Ok, rồi. Dạ.
chó nó dơ. Con chó nó dơ các bạn thấy không? Nó khôn chưa? Nó đòi ăn thịt cơ mà, ăn không được nó ăn. Nó là xin đây. Nó là xin nè. Ê, đi đâu? Đi đâu? Nó cắn luôn chú đại. Không, nó rất dễ thương. À, rất là dễ thương, ok. Rồi. Đây, còn anh này là cháu của chủ quán. Ok, cũng từ ở bên Mỹ du lịch về đây. Rồi, đây là chú Thành. Nha, con chào chú. Món phở ra thôi, cái này tô phở, đợi tô phở ra ăn chung luôn nha. Rồi, các bạn ơi, đây. Đây, ba chú cháu cùng ăn phở. Giờ mời các bạn nhìn nha, quan sát chúng tôi ăn nha, phở một cách ngon lành nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Rồi, ở đây cho chanh, hương, vô đây có hai cách ăn. Rồi, ok. Đây xin xin mời chú Tài hướng dẫn cái cách ăn phở. Con cho chú chín cái chén đưa nè nè. Dạ dạ. Đây là bố mà chú Tài cho con hỏi cái đây. Để con như gặp chú Tài luôn kìa. Chú Tài cho con hỏi cái phở của mình là nó mang hương vị gì, Bắc hay là Nam gì chú Tài? Cái hương vị đây là hương vị Bắc. Nhưng mà dùng rau, ví dụ như đây là loại rau này, như người Bắc họ không ăn, nhưng người Nam vô đây ăn vì sức khỏe, rất tốt cho niệu, về đường niệu của đàn ông. Cái rau này người ta gọi là rau gì chứ? Rau ôm. Rau ôm, rau ngọt ôm hả? Cái rau này nó tăng cái vị đậm mùi, để gây cái mùi phở nó tăng thêm cái hương vị đó. Và quế cũng vậy. Quế. Rồi phở đó thì đặc trưng nó phải có ngọt. Ngò rí là cái này. Ngò rí đây, cái lá ngò rí đây. À, em ơi chanh ngọt cộng ngò rí anh. Cộng ngò rí. Cái đặc trưng của ngò rí này là nó tiêu. Ví dụ mình ăn cũng ăn có tạo một cái khuẩn. Ăn ví dụ cơm sôi hầm hưng có cái vị đó, anh nó tăng cái sức đề kháng rất là tốt. Nên tất cả các bạn ở Việt Nam hay Bắc có cái tính đây ngồi đi đây bằng cái giờ đây ngồi đi. Ví dụ mình đi đường mình ăn một cái đường để mình cũng ăn chứ mình ăn sôi hầm hay là cơm thiêu ví dụ thì chỉ cần là như đây hoặc nhiều hơn mình đã ăn xong trực tiếp luôn rồi đi thay vì phải uống 7-Up chất ga nhiều không cần dùng thực phẩm này đó là vậy cái này là cũng là một cái bài thuốc đông y thôi nha chú. Đó là của ông bà để lại đây, ông bà để tức theo là rồi. Tất cả những món du truyền thống Việt Nam không là Việt Nam ok rồi bây giờ mình cứ rồi mời các bạn cùng chơi đã thấy chưa. Đấy anh anh Việt Kiều với lại chú Thành ăn rất là ngon. Giờ xin mời các bạn nha. Ủa với em trai em ở bển này chứ vậy em ăn giữa cái món phở Việt Nam với cái phở bên đây nào ngon hơn vậy em trai? Đây. Vậy hả? Thì ở bên đây nó ngon hơn luôn hả? Nhưng mà thì cái giá cả của bên đó thì nó có mắc hơn không? Wow, $8.50. Rồi giống như cái tô này là trị giá là 20.000. Hai đô. Chưa tới 2 đô. Chưa tới 1 đô. 1 đô đó là mấy ngàn. 20 đô. 1 đô 20 mấy ngàn. Chưa tới 1 đô. Quá ngon, quá rẻ, quá chất lượng. Các bạn thấy không? Chưa tới 1 đồng đô nữa bên Việt Nam đó. Về đây nhớ ghé quán phở Hoa Khế nha. Cảm ơn. Okay, rất là ngon nha. Rồi. Ước gì? Okay, ước gì phở Hoa Khế sẽ bay khắp nơi. Dạ.
Rồi, chào bạn. Biệt là quan tâm tới khách hàng đó. Đây là một dây trồng những hoa lan rất là đẹp. Thì đây là xung quanh quan cảnh của sắp sửa tới cái ngày Noel đấy các bạn. Giáng sinh, ngày lễ Noel ở Việt Nam, vì quán phở cây khế này, hoa khế này là nằm ở trong xóm đạo nên được trang trí, được trang hoàng rất là đặc biệt đó. Các bạn cũng thấy như này, phải đợi xíu nha, để quay từ xa nha. Đây, buổi tối mà mở đèn lên là cực kỳ đẹp nha các bạn. Đây là hang đá nha các bạn. Rồi cái gì để tối sắp sửa đến ngày Noel, tôi sẽ làm một cái video clip, là một cái vlog về Noel ở Việt Nam như thế nào, sự chuẩn bị của người dân Việt Nam, của những người dân Công giáo ở ngay quận 4 nhà thờ Saint Giles chuẩn bị về ngày Noel như thế nào. Rồi, con cảm ơn chú Tài, con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ rồi, cảm ơn chú Tài.